Đó lên nè, trời ơi nè, thằng thấy không, nhà thấy không, cái phanh gì đây, hổ mã trầm vàm luôn các bạn. Gì đây, ừ quá gì mình nè em ơi, đó mình đặt ở đây mà sao nó chạy tới đây luôn ta, chuột con mèo lôi tụi nó nặng anh em, sao kỳ vậy, để lắng vô bằng lắng gì đây, ôi dàn trái anh em. Đầu video thì cần xin gửi là chào là chúc sức khỏe đến ông bà cô chú anh chị ha, trên mọi miền đất nước, với là chào là chúc sức khỏe. Hôm nay cần lại tiếp tục đi thăm bẫy rắn. Cái luồng bẫy này mới có 4 đêm thôi, nhưng mà cái là luồng bẫy mới á, nên cần có lòng tin sẽ dính. Tại vì mấy ngày trước thì áp thấp nhiệt đới á, rắn nó chậm chạy, nắng được 2 ngày nay để có thể là sẽ chạy. Những cái bẫy này đặt trống trơn cái nè. Bữa trước thì mình có mua thuốc bên cái đối diện xéo đó, cái cô bán thuốc tây bên nó ở sao có cái gì mà con rắn gì mà hay là cái gì hôi hành lắm, mình thì vô đó không được cho nên mình chặn cái bẫy ở đây. Con đót nó sửa quá sửa rồi, có cức nè, cức này cức rắn gì chắc hôn ngựa quá trời, hôn mã thiệt cả nhà. Nghe mùi hổ hành mà đặt chặn đầu là dính hổ mã. Đây cả nhà. Hổ mã ha. Con này chắc tầm nửa ký à. Rồi để mình qua bên cái kia thăm cái có không mình bắt luôn cả nhà. Ngay chỗ này mình có một cái, bữa giờ mình làm được 2 con hành gì con nhất ngay chỗ này. Cái ở dưới đường mương thôi, mình vừa dẹt nhẹ thấy cái đầu con rắn hổ hành chiếu đó, mà không biết bự. Ôi nặng anh em đúng không, vô rồi này không nhất con nhì à, rồi kỳ vậy. Rồi hai con thằng cu la tưởng nào vô rồi anh em, nhất con nhì này cu la. Rồi ở đây nè, hai con này chắc hơn 4 lạng, hai con mình lúa. Rồi đó mình bắt luôn em, sát lộ cho nên cái này mình bắt luôn khỏi quay nha anh em, đang lấy theo 7 xì cua, không có 7 xì cua. Giờ cũng 2 giờ mấy rồi mà ông trời qua nắng bữa nay bắt đầu mới giờ là ông tối đen lại. Dạ, mấy cây này ghê quá, không mấy đem chĩa cho con mắt chết luôn. Trời ơi mình kéo cái dướng cái cây tắt máy các bạn, gỡ lên nè, trời ơi nè, thằng thấy không, nhà thấy không, cái phanh gì đây, hổ mã trầm vàm luôn các bạn, kèm trầm vàm luôn anh em. Rồi con hổ mã cả ký nữa. Rồi con hổ mã nè anh em xem nè, trà bá lửa luôn, cỡ này nướng hàm xả một cái ăn tới công chuyện liền, vô nó quần cái hôm xẹp lép dính luôn nè. Rồi hồi mình ra ngoài trống mình bắt luôn. Cái luồng bẫy này nói chung là mình quýnh dạng 50-50 luôn á anh em, nghĩa là 50-50 là tại vì sát đường á, nếu mà một anh em bẫy rắn nào mà chạy ngang thấy á, ai mà tham một cái là coi như là cái luồng này mình xong á, nhưng mà thực tế là còn rắn rất là nhiều, tại ai không dám đặt là mình dám đặt, nó còn rắn cho nên là mình quay thấp, chứ hồi mấy năm trước mình quay cao mất 7 liếc mà không đủ kinh phí để mà làm luôn. Bẫy đâu ta, chắc trong đây quá, đúng rồi cái bẫy trong đây, bữa đặt xong nay ta chặt cây ta dục đây, mình không biết đường mò có gì không đây. Ôi không thấy, không có thấy dấu hiệu gì vậy? Có nằm bên đầu kia không, anh tí chạy là hello
cho tô bịch lúa khô. Rồi cá nồng dính em ơi, ngon thấy ghê luôn. Này hôm bữa giờ mình dính rắn nhiều lắm, nhưng mà thăm hai cửa trước rồi không dính. Bữa dính dọn ký mấy là hành nhất, hành nhì. Rắn nói chung rắn bự bự không à. Mà thăm hai chuyến rồi là không dính. Cái dấu hiệu này là chưa sao, chưa mất bẫy. Dấu hiệu mất bẫy là cà vầy nè, cái bẫy còn đó không? Đó, nặng không? Ôi, nó đằng đầu kia là đằng đầu kia anh em. Ôi, nặng thiệt ơi. Đừng nữa hậu mã nữa nha. Thôi quá không thấy đường. Gì đây? Ừ, quá y mình em ơi. Con hình nhất. Con này chưa phân biệt được anh em. Để mở ra coi coi. Là nhiều khi hai bịch lúa mình không đánh giá được. Rồi còn một bịch lúa anh em. Con này 6 lạng. Quá gì mình em ăn nó vô hồ nào luôn con chuột. Ăn rã xác luôn, ối rã xác luôn anh em. Quá gì mới 4 đêm chắc là bữa ra là nó vô luôn. Rồi ra mình bắt với thằng hổ mã luôn. Trúng rồi anh em ơi. Rồi mời anh em với cả nhà làm mình làm bụng cục ơi, xong mình bắt rắn ra ha. Bởi nói chung là mình có cái lòng tin anh em. Mình tại cái luồng này mới là dạng như nó mình đi vô mình bẫy mà không thấy dấu hiệu ai anh em bẫy đùi hoặc dấu bao á, là mình xuống bẫy là cái mình có niềm tin là có thể lâm liền. Rắn to to hơn nè, đã con hành này là thấy khỏe cuộc đời rồi. Chết chạy tại hôm dính hồ dền rồi mình làm chết chạy đó đây. Đó, đó. Lẹ ghê nè, trời ơi, dăng với dăng dăng cực cho mặt luôn. 6 lạng à, 6 lạng ngọt ngào quá đã. Nắng bậy chứ nắng bờ bự vậy nó cái nó mau có ký đi sung nữa. Bữa giờ thấy anh em ai thăm than thất, tại thực tế anh em đừng có nản. Vô mùa áp thấp nhiệt đới á, là con rắn nó chạy chậm lắm, nó không đi, hầu như là nó không là nó làm biến đi á, cũng giống như không phải là nó làm biến đi anh em, khi nó cái suy nghĩ của nó cũng như mình, nhiều khi nó đi nó nói đi rồi thấy dấu hoặc là ha mưa lạnh gì nó chỉ muốn ở trong hang thôi là vậy. Còn quan trọng là nắng rồi lại rồi ha, rắn nó chạy cho mình thấy luôn. Áp thấp nhiệt đới xong nắng chừng 3 bữa anh em đi thăm mình lúc lường liền. Bữa giờ mình hên, nói chung là mà áp thấp nhiệt đới mình đi dời bẫy, những bẫy không dính cái mình thăm không dính cái mình cuốn đi, mình cuốn đi mình để mình đặt mốt mình thăm sẽ lụm. Hồ mã anh em, hồ mã này ký đồ khỏe luôn đó. Dữ ghê nè, ra là dằn đốt mình liền, nó lạnh thiệt. Con này chắc trứng nhiều rồi. Hồ mã là mà trứng non á, mình nấu lẩu ăn ngon lắm. Còn mà trứng mà nó trùm bao rồi mình nấu xong rồi lấy răng mình cắn mình xé ra đó. Nó ăn nó bọt không à, nó hết ngon hết. Còn trứng non mềm mềm á, trời ơi chắc 2 ký rắn có rồi nha. Tại vì hai con hành 3 kia 4 lần mấy, con ngựa 1 ký, con hành 6 lạng là cái ký là 2 ký rồi, thêm con hồ mã kia nữa cho 2 ký đi, đừng nói 2 ký mấy mất công quá dìm ha. Rồi để mình vệ sinh mấy cái lọc này mình đi tiếp nha anh em. Cái ngành trong này đặc sắc mấy kinh ngon lắm nha anh em. Nếu mà trong chỗ này gần đây có rắn cái là lâm liền nha anh em, có rắn là dính liền chứ không đâu chạy á, tại vì có rắn nó phải ép buộc nó phải đi ngang cái này.
Nước con này không có rắn này thôi thua. Đó, anh em thấy hẳm không? Nước nó lên luôn nhưng mà mình rắn không dời luôn. Này, anh em thấy hẳm cái hẳm nào? Rắn nó buộc nó sẽ xuống đây liền. Rồi nước ngập. Chuột còn anh em. Nó ngập chẳng chơi luôn, nhưng mà nước rút thì thôi, còn nếu mà nước rút thì thấy cơ hội lần sau dính rắn, còn nước ngập là chết chuột ha. Mình chơi 50-50 luôn. Tại cái hẳm này giống như cái bùng bình, nó sẽ bo đằng kia, nó dòng lên đây. Tỷ lệ con rắn vô rất là cao nha. Hôm bữa cái ngày này mình làm con hô dọn cái rưỡi nè anh em. Mấy chân rùi thầm không dính luôn. Bữa vô thì có người ta làm cỏ quá mình không quay. Mình úp xà xuống rồi cái mình thăm xong mình đi luôn. Nước còn con nào không? Mình coi dấu hiệu coi. Thôi đường mòn tụt đi anh em. Tụt đi không có lết láng. Phải có lết láng lắng đi. Chỗ này rắn có một con đó là xong luôn rồi. Không dính em ơi, chuột vẫn còn. Thì chỗ này có một con dã nó ở. Nèo đại cho mấy ngầu nó ăn rài nó tới. Hồi nãy mình qua thăm cái kia. Có ông anh ông nói ở đây thì hỏi ông cắt cỏ ông thấy con hổ sáp. Là loài rắn có độc á. Mình nói dắt chiều ông thấy nó, mình hỏi nó ông đoán phải bự không? Ông nói tầm khoảng 1,1-1,2 gì đó. Bẫy mình đặt đâu rồi nè, mình không nhớ luôn ta. Đây ông nói tầm 1,1-1,2 gì đó. Không biết bằng nay mình thăm đây dính hơn dính không. Rồi chuột còn nha mày, cái này không dính. Chuột còn để cho mình cho nó thêm bịch lúa. Cái bẫy ngang chỗ này hồi mấy bữa trước là anh em xem ở video chắc nhớ ha, mình làm được con hành bẫy lạng. Hình là chưa có dấu hiệu ai đi đặt chuột hay gì hết. Nếu mà có rồi, cỏ nó dẹt ra trơn đi mình biết liền. Đây cái bẫy ngày này ông làm con hành bẫy lạng. Biết có gì trong đây. Nay còn con nào không? Nhóm lên mà thấy cái bẫy nặng cái rồi vô cút liền. Rồi con chuột còn. Chuột nằm miệng hôm lên em ơi. Làm được con hành ngon quá. Sao này không? Còn con nào không mà nó không chạy luôn. Mình mới vừa thăm cái bẫy ở trong ra không dính rắn. Ra đây mình thấy cái da. Để coi mình coi da này ra rắn gì rắn gì. Da này hổ ngựa nha anh em. Con này cũng lớn à. Con này cũng 7-8 lạng à. Cái đuôi nó đây chắc cái đầu nó bên kia quá. Con ngựa này cũng 7-8 lạng á. Nó mới lột đây à. Thôi à. Mình thăm thì không có dính. Nó lột thì nó cái vô hang nó ở vòng vòng đâu đây nè. Nay mai cứng mình bắt đầu nó ra nó ăn. Mình lụm nó liền à. Đây nha anh em. Cái bẫy mình đặt đằng kia nha. Cách đây khoảng 3 mét. Nay có ông nào cũng vô ông đặt. Bảy mình điểm đây cột đồng nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ha. Cao 8 ngang 12. Này dài chắc 4 tấc nha anh em. Trùm đầu vô nha. Đó mình dỡ cái bẫy coi. Xem mình đặt chỗ cũ nếu mà ông... tay nào mà chiến sao vô thăm mà bẫy thí dụ chim đợt cái nước ai mà bắt được ăn ha. Chiến sao vô mà ông rút bẫy đi mà ông lấy cái bẫy tôi là từ sao tôi thấy cái mẫu bẫy này của tôi không biết bất cứ của anh em. Cứ 8 ngàn 12 về cũng tất tôi đạp hết nha. Thì tôi quay tôi nói trước nha. Tôi là đi trước á, tôi không phải tôi đi sau. Tôi là đánh tôi không lấy bẫy ai hết á. Đó tôi đặt y cũ như chỗ anh em nè. Tôi không tham tôi không lấy ai hết á. Này tôi dở lên coi nên đổ lúa nha. Rồi mình mới phát hiện là mình đặt có chuyến đầu được một hai con hành bự rồi. Nay tôi ổng vô nữa. Cái ngày này hẩm ngon lắm. Ở đây còn con ngựa bữa. Con ngựa không ký lô luôn đó nha.
mà chửi em chưa chạy. Ê, có lúa ép rành nha. Đó, anh em thấy lúa ép ra không? Mà không biết có dính không đây. Nặng cái đi. Ơi, cũng nặng rồi nha. Rồi lụm nha em ơi. Không phải lửa mệt quá. Nói chuyện lẹo anh em. Con hành này chắc ba lạng nó quất con chuột bụng ống nóc luôn. Cũng được anh em, có anh mừng rồi. Bên kia có buộc cho chín luôn. Phải mấy anh đây là hái ăn luôn, bệnh loại ướt mình. Rồi mình thế lợp vô, hy vọng là chuyến sau tay đó đừng có tàn sát, nếu tàn sát là mất ở đây cũng 6-7 cái, bể cái điểm luôn anh em, điểm đang ngon. Bẫy rắn này cái là cái người bẫy trước tới người bẫy sau lắm nha. Chà, có dấu chân vô đây cũng nhiều nha. Ông nào vô đây thăm cái rập hay là tại đâu vô đây bẫy rắn không biết nữa. Ôi ơi, không sao, ông cái ông đó ông vô thăm rập. Rồi, cái bẫy này trục nó lôi xuống dưới luôn nha em ơi. Không dính. Mình kìa chỗ quá trời ơi, cái bẫy hàng đó mình đặt ở đây mà sao nó chạy tới đây luôn ta. Chuột con mèo lôi, tụi nó nặng anh em, sao kỳ vậy? Để lắng vô bằng. Lắng gì đây? Ôi dằn trái anh em. Chưa phân biệt được hồ mã hay hổ sáp nữa. Trời, con hổ mã nữa anh em ơi. Quá khứ. Chó quá chó luôn. Trời, con hổ mã cả ký nữa anh em. Thôi nay quýnh hồ mã bữa không trời. À này, là con hồ mã này ở mình thấy nè anh em. Đặt ở ngoài đầu ngoài cách cũng vô đây 200m à. Bữa mình đạp hụt nó luôn à. Nay nó chạy vô tới đây rồi anh em ơi. Mày hết chạy mày chưa? Bữa tao thấy mà. Mày hả bưởi. Rồi đem thế cờ lập ra ngoài hồn bắt luôn anh em ơi. Quá diêm. Giờ mình sẽ vô đây thăm ba cái nữa là kết thúc luôn bẫy. Như 25 cái. Bẫy thì còn nói chung nhiều lắm. Còn tới mấy chục cái nữa đó. Đầu vụ thì giờ làm được 120 mà nay còn 90. Giờ tới giờ lui. Bữa hai sẽ làm thêm cái nè. Cái này không dính, còn chuột luôn. Canh mấy chỗ này quýnh hổ hành á. Rồi mình bắt rắn luôn anh em coi nè. Hổm mà mình vô đặt, mình lấy giò mình đạp nó hụt, nó chạy. Cái xóa rồi đây anh em biết được sao mà mình bứt xúc rồi mình nói là thấy nếu mà mất bẫy là mình đạp không trong một năm rồi bữa giờ mình mất gần đây nhiều lắm bởi vì nhiều khi mình thấy cái dấu hiệu đặt là mình vô xem liền là xem là phải bẫy mà không nếu mà bẫy là mình của mình lấy lợi à nói thiệt anh em luôn á bẫy mình lấy bất cứ có đắng hay không có đắng gì mình cũng lấy luôn của mình lấy lợi. Tại anh em biết sao, như bây giờ cho ví dụ anh em có nhái cái mẫu bẫy của mình luôn đi. Nhưng mà mỗi người một đường kẽm, một đường khác nhau nha anh em. Chỉ mình làm ra mình biết thôi. Tính mình không tham. Nhưng mình để thử thách coi. Trong đây mình có 6-7 cái nếu mà mất rồi cái nè. Đây sao mình nếu mà đạp chung là mình thấy cái lỗi đó là mình đạp sạch luôn. Thời buổi giờ mình làm ăn anh em, cái nghề này nói chung là cái nghề mà dạng như là bà cậu á. May mắn thì có được rắn bự, còn không may mắn là được rắn nhỏ nhỏ không. Cũng vất vả lắm. Cho nên là từ xưa giờ nếu mà cần không làm YouTube chia sẻ cho anh em á thì mình xấu xa cũng được hết á. Còn mình một khi là mình đã làm YouTube rồi mình chia sẻ cái kinh nghiệm bẫy rắn lại cho anh em. Là con người mình phải sạch. Không được tham lam. Nếu mà mình tham lam một cái anh em lỡ chứ bắt hiện đây hay bẫy gì thập hiện thấy mình cầm cái bẫy người ta hay gì trong hai cái con giỏ mình có bẫy người ta cái là chụp hình một cái đăng cái là không còn gì để nói và mất uy tín toàn bộ toàn diện không buôn bán nắng được cho anh em. Con này có trứng non nè, con này cả ký nữa anh em, thiệt luôn. Bữa hổm đạp hụt mà chạy đâu, bởi mình nói anh em bữa là hồi nãy từ đầu vô mình nói thấy cái con hổ ngựa cả ký luôn mà hổm bắt hụt đây mà nó chạy vô tổng cả 200m nha anh em. Ôi ôi, ỉa quá, ỉa luôn. Ỉa là hết làng.
được bao rập 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 nha. Đây đem túi lưới xanh hơi nhỏ mà nó chặt quá nè, mà ngon trúng cất không này, dễ tắm phải trà xà bông cho sạch. Tới con trắng nhỏ bữa nay trúng anh em, hôm nãy chắc cũng gần nó thẳng luôn 20 cái đi, mà có 3 cái rắn hơn rồi anh em, quá dìm. Giờ mình lỡ đằng kia mình thăm tối rồi, không biết sao đây, mấy cái nữa chắc là 5 cái nữa gì anh em ơi, tối rồi giờ cũng 4 mấy rồi, thăm mày rắn chiều tối quá nguy hiểm luôn anh em. Giờ này giờ của rắn hột sáp rắn độc đi nha anh em, cho nên nhiều khi là một con vô bẫy còn con nằm ngoài canh thẳng á, cho nên là thăm mấy rắn mình ít chứ dám thăm giờ này lắm. Để mình vuốt con rắn con chuột này ra để hồi nó ối trong cái vỏ là một cực công nó thú bắt rồi. Cái sẵn đây cần cũng mong cả nhà thông cảm, hôm bữa là cần nói xem mừng con rắn hổ dện đó mình nấu rẩu hay gì đó, qua ngày sau thằng cần đi thăm được một con cũng 7-8 lạng nữa, thì xong bữa đó là như cái dạng là mình mừng trước rồi, tại rắn nó giật hôm mà anh em, mình phải mừng chứ không mừng nửa đêm chết thì mất ăn. Mình mừng sẵn mình bỏ 2 con vô tủ lạnh luôn rồi, sáng là mình qua ngày sau là mình nấu đó. Mà vừa sáng cái có cái anh dạng ảnh mối á, anh đó đặc biệt là chuyên gia ăn hổ dện anh em, chuyên gia ăn hổ dện, ảnh điện nếu mà có dện ký 1, ký 2 bự quá thì ảnh ngán tiền ảnh không ăn nha, nói thẳng cỡ ký 1.5 trở lên bán mình bán giá khác ảnh không ăn, mà cỡ ký 2 giá nó cũng hơi mềm đó, cái ảnh mua ăn ảnh hỏi nay có rắn hổ dện không em, thì mình nói là hết là anh chỉ còn hai con em mừng hôm qua em định sáng nấu lẩu ăn, anh hỏi sao mừng nói tại vì giật hôm em sợ chết mất ăn tối nó chết thì sáng nó hư em ăn không được cho nên là em mừng luôn, anh nói hồi vậy để cho anh đi để bữa khác nào ăn thôi anh em, mình mối mang là mình chịu khách chứ trung bán mình cũng có tiền nữa, mình còn đặt mà nay mai mình sẽ nấu lẩu sao mời cả nhà sao ha, đó là cái cần chia sẻ. Mình buôn bán, mình đi săn bắt buôn bán mà anh em có mối mua là mình mừng rồi. Rồi 3 ký mấy luôn. Quá im, là 2 con rắn hổ mã là 2 ký rồi. 1 ký mấy hành nhì nữa, hành có hành nhất, hành 3, hành nhì luôn nữa. Quá im, trúng quá cả nhà. Mừng lắm. Rồi, cần phải xử lý ha, xong đi tiếp. Từ xa thấy cái bình lúa ép ở lại cả nhà, hy vọng là con rắn nó ép chứ đừng phải con chuột, tại vì mùa này con chuột nó lạnh á, nó hay đẩy bình lúa ra ngoài lắm, nó cản gió cả nhà. Cả nhà nhìn thấy bình lúa ép không, nặng đi không thấy gì ta, mình như dính rắn cả nhà, ở dính rắn nè, ngành 3 nó cũng được, đừng chuột ép rồi. Để cứ nhỏ trong đây nè, có lý cả nhà, kệ có dính mừng rồi, lụm kẹo. Rồi mình vô cái bờ tường này mình thăm một cái cuối cùng nữa cả nhà. Này nước lên quá lên. Đi. Nước lên quá lên, do là áp thấp đới bão quá bão. Cặp bờ tường có con cái, này chắc có dính hồ mã với hồ dện quá. Không thấy vô hiệu dính, mập sát chứ không có dính gì không, mọi chuột còn cả nhà không dính. Ở đây cả nhà nay mình được vô rắn này nè, thăm có 25 cái mà 3 ký mấy rắn, quá đúng rồi. Cần xin cảm ơn cả nhà đã bỏ chút cái thời gian xem video ha, cảm ơn cả nhà, hẹn cả nhà lại clip sau, quá im cả nhà.